Em xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. Em chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà ơi, mà hôm qua chị ba cũng có đem ra cho em á, là được ít thịt bò nè. Rồi sáng cái em đi chợ á, em mua được một bó bông hẹ với lại hai trái khổ qua. Rồi này thì một chai mắm nêm, này hai miếng khóm, để chút xíu là em làm mắm nêm để mình ăn bò né cả nhà. Giờ em mời cả nhà vô bếp cùng ba dưỡng cháu em nha. Tiếp tục nha. Không chịu. Hai. Thôi vậy bây giờ anh Năm để vô hút đặt rau, anh câu giùm em cái bóng đèn đi. Ừ. Nha. Rồi. Tại vì cái bóng đèn này là câu điện, em không có rành gì điện, anh biết anh câu giùm em ha. Rồi. Ok. Rồi. Rồi Dũng Úc đặt cái này giùm con bông hẹ. Rồi để lấy con để con ốp bò này. Bò này nãy con có rửa sạch hết trơn rồi. Rồi ốp đây thì cái lỗ. Giờ anh nhờ anh Năm câu cho em mấy cái bóng đèn nữa nè. Em cắt cái này anh câu vô cò dao. Hôm nay được gì vui cười dữ vậy không? Có gì đâu mà vui. Thấy mày sao mắc cười chứ. Mình lặt bông hẹ. Cái nào non á thì mình lặt bỏ ra. Còn cái nào già lắc là mình tước hả nhỉ? Tước. Bò né mà mua cái này đủ không hả nhỉ? Bò né không mua có một bó bông hẹ với khổ qua. Con ra hỏi chị bán hỏi mua cái gì ăn bò né, chị nói là mấy người ăn, nói ba. Chị nói thôi lấy bó bông hẹ với hai trái khổ qua được rồi chị ơi. Cũng được, mà có cái là làm cho bông hẹ thì nhiều nó ngon thơm. Dạ. Chỉ nói có ba người ăn mua chi nhiều, lấy nhiêu đây rồi cưng ăn trình dư nữa. Thì con nói thôi con... Bây giờ ra mua nói người ta mấy người, người ta lấy mấy người à. Nãy con mua nửa ký khổ qua đó. Mà chỉ nói trời ơi có ba người mà ăn gì tới nửa ký. Hai trái thì được rồi, chỉ lấy bó bông hẹ là đủ rồi ông ơi. Đáng lẽ người ta bán nhiều ha. À. Cái chị này quen nhưng mà nó bán đầu được lắm. Chị nói cho thêm hai trái ớt không cay kìa. Về cưng sắc hồi cưng để lên mặt cho trang trí cho nó đẹp. Nãy giờ lọc bông hẹ xong, giờ em sắc ổ qua ra luôn rồi phải không? Ổ qua thấy vậy còn non hết nhau. Ngon. Hai trái đủ ăn nhau. Đủ rồi. Cái chút rồi cũng đủ ăn rồi. Nhiều lắm á, thấy vậy chứ nhiều lắm á. Nói chung đi chợ thiếu sót tùm lum hết trơn cả nhà. Mua không biết đồ xào này mua ăn xào với cái gì nữa cũng không rành luôn. Đặt ông thanh niên sao bà phụ nữ nữa. Mua vậy là quý quá rồi. Rồi giờ em sắc qua. Để vừa ăn ra nè. Dạ sắc sao cũng được ngon quá. Mình ăn mà. Cái này lùn cộng dây chì cho dễ rút hết năm. Ờ, lùn cộng chì ra đó mình kéo cộng dây điện vô. Tại cái ống ngủ này mình bỏ quá. Cái này năm ảnh mới cắt khúc ống nước của ảnh cho nè. Luồn ngang cái mí tôn nó sợ nó
tọa thì lâu ngày cái nó chóc vỏ cũng nguy hiểm, cho nên năm ảnh cắt hút ống thông lên. Với hẹ hồi nãy giờ em đã làm xong xuôi, giờ cho muối vô rồi cho nước vào ngâm chút xíu. Đây chút xíu rồi mình dắt ra. Đây đi cái điện sửa ổ điện bên này lại gắn. Cái này em câu ba bóng. Ba bóng à? Ừ. Ba bóng anh đi cho bà cộng. Đây, mỗi anh cũng tắt luôn cộng cộng trước. Mình đi công tắc trước thì cái mình hả đi cho điện cãi sao. Nó kêu mình quấn lên qua từ gió mát lâu quá đã luôn hả? Qua đã lâu lâu ông làm luồng đã gì đâu vậy. Rồi ổ qua với hẹ rửa xong rồi cả nha, giờ nên ngâm nước đá cho ổ qua cho nó tươi chút xíu, nó giòn ăn cho nó giòn. Rồi bây giờ ổ qua rửa xong, giờ mình ướp nước đá rồi nha. Dạ, hôm nay Dũng Út làm tổng khẩu quê. Hôm nay Dũng Út lên bếp trưởng. Bếp trưởng này, bếp trưởng. Dũng Út đó bầm tỏi ớt giùm con thấy không? Rồi. Ớt này nãy rửa rồi nè, để đó cho nó ráo nữa. Rồi, để rồi. Con bầm khóm này hồi làm nước mắm. Khóm bữa nay mắc có nhiều miếng về 5.000 à. Vậy là bữa nay có mắc dữ cả. Ừ. Nói ăn cái cùi này thịt miệng nè. Để chút thịt miệng để chút ta ăn thôi. Mua 2 miếng không biết đủ làm không. Gần lên nhiều. Đây cũng có 3 dưỡng chấm nè. Chấm chắc cũng có nhiều đây rất đủ nên hồi mình nấu nửa chai thôi. Còn sơn nó mặn thôi chứ. Sơn hấp nó mắm rồi gọt. Con chuẩn bị câu điện xong rồi đó. Có vậy nè. Chành rồi, đưa đâu để thử cái này. Có gì nước mắm này sơn chầm rồi. Ngọt ngay luôn á Nhục. Ngọt. Nhục thử miếng không? Sáng kia thử được rồi. Thử miếng thử ra ngọt ngay luôn. Bị thuốc nước người ta nhỉ? Thấy cái màu, thấy cái màu ngon quá mà không biết ngọt à. hay chua thì không biết, còn chưa có thử. Cái đó một trái à? Cái này có nửa miếng nè, nửa trái à. Cái này sắt mỏng mỏng vậy nè, cái hồi con cho vô trong cái máy xay sân khấu á, bấm lên chừng 2 lần nè. Có cái này sắt vậy nè Dương Út, cái một chút á cho vô trong cái máy xay sân khấu á, mình xay vậy nó lẹ hơn, chứ còn mình bầm biết nào bầm nó cũng đâu bằng máy xay đâu. Đúng rồi, mình cho vô trong cái máy xay á, mình xay cho nó nhuyễn dễ làm. Bây giờ xong rồi để con đi xay cái này nhé. Rồi Dương Út bầm tỏi ớt để riêng cho con phân nửa ha. Còn phân nửa hồi cái con làm nước mắm nè. Mình làm khóm để chút xíu mình làm nước mắm, nước mắm thấm. Ừ, không phải
làm nước mắm gì tự nhiên nói quên hả? Nấm niêm. À nấm niêm. Nấm nhuyễn mình được. Em thấy ít quá cho nên em không có cho vô cối, em xay em bầm luôn. Chứ còn nhiều nhiều á mình cho vô trong cối á, mình xay nó lẹ hơn. Để em mở lửa để em bắt chảo lên định thử miếng tỏi đang ngồi ướp vô thịt cho cả nhà. Tháng nắng mùi lá dừa dễ cháy hay gì không? Ừ, còn tháng mưa cái nó hơi ỉ ỉ. Bên đây thì anh Nam ảnh câu điện. Em bắt chảo lên. Rồi em bắt chảo lên, em đổ dầu vô. Dầu sôi rồi, em cho tiêu tỏi này vô luôn, em phi cho nó vàng, còn ớt với tỏi này để lắp rồi em làm nước mắm nêm ngay cả nhà. Tỏi vàng rồi cả nhà, em về em nhấc xuống. Thẳng chảo còn nóng nè, nên mình đổ làm nước mắm. Nãy em cho mắm vô chảo rồi cả nhà, bây giờ em cho thêm 4 muỗng đường vô nữa cả nhà. Muỗng này nó hơi nhỏ chút xíu, mình cho 4 muỗng. Rồi em cho đường xong, bây giờ em đảo lên cho nó tan đường. Giờ tan rồi cả nhà, em đổ phấn vô. Cho trực tiếp luôn hay không? Ừ, trực tiếp luôn. Rồi em làm đảo cho nó đều lại. Rồi em làm mắm với khóm xong xuôi xong rồi em cho nhắc ra ngoài để cho nó nguội chút xíu, em để tỏi với ớt bằm vô sau nha cả nhà. Nhìn thấy ngon quá vô. Ừ, ngon bắt á, mùi khóm. Xong rồi hả anh Năm? Xong rồi. Đâu anh? Anh thử cái bóng đèn, thử cái thử cái cháy không? Rồi một bóng, hai bóng. Rồi ok, bỏ bóng kỹ hết rồi nha. Ủa vậy là anh câu ở trước thằng ba cho em bóng luôn hả? Câu trước bóng luôn. Ờ rồi. Ở đây 2 bóng. Vậy em cảm ơn anh nhiều nha, cháy. Hôm nay em trông có nhiêu đó. Em toàn là em cắm chui không mà em không biết đường câu. Không, mình để mình xài cái ổ cắm, ổ cái ổ ấy đi, nó dễ, mình bắt lên bắt xuống dễ. Dạ. Cái hành tỏi nãy giờ dùng ốc cũng có phi dùm xong rồi cả nhà. Giờ em cho thịt bò vô trong cái thau nè, em ớt luôn, cho thịt bò vô. Bò nãy giờ em dắt á, để cũng ráo. Em cho xong rồi em cho hạt nêm, đường với bột ngọt, em cho vô luôn. Cho vô xong rồi em cho nửa muỗng nước tương, 2 muỗng dầu hào. Với cái này là dầu mè cả nhà, em cho vô miếng dầu mè nữa cho nó thơm. Em cho xong rồi em cho cái sả tế nè, cho vô một muỗng, cho muỗng sả tế. Cái này hồi nãy Dương Úc có phi cái tỏi với lại ấy nè, cho em nè. Bây giờ em cho vô đây một muỗng, còn như mình chờ lại hồi nãy với mình xào mình né ăn luôn. Em cho vô xong rồi giờ em bao tay lại để mà em trộn cho nó đều.
trộn mình để đây á, cho nó thấm khoảng cả chừng 10 phút rồi cả nhà, rồi mình dọn ra mình ăn được. Cái mắm này hồi nãy em làm rồi, giờ em nhấc xuống rồi ngủ rồi, giờ em cho tỏi bầm với ớt bầm vô nè cả nhà, em trộn lại. Cho vô lập mắm luôn hay không? À, lập mắm luôn, trộn vô nè, ăn lên màu, màu đẹp. Trộn lên cho nó đều hơn. Mà bò sớm giờ á, em ốp á cũng xong cả nhà. Giờ em mời cả nhà dùng cơm với ba dùng cháo em á. Mời dùng ốp mạnh năm ăn cơm. Em mời cả nhà dùng cơm. Cả nhà, dạ. Mà hổng rời á, mẹ em á cũng đi tái khám rồi, không có nhà bởi cho nên không có vô ăn cơm chung với em được. Mong cả nhà thông cảm. Bật lửa lên. Ngay em quá, để còn phải rồi. Nó là cái nó hay quá. Ok. Có đũa này để xào này vô. Nóng anh Năm ơi. Cho cái củ hành hình chúa vậy. Tại bữa này cũng chưa ăn được xào phụ luôn nhất này. Miếng này luôn miếng hành đó. Tinh qua cái khổ rồi. Rồi nhớ. Nhỏ chút xíu nữa em. Dạ, nhỏ chút xíu thôi. Cho qua chín đi. Rồi đúng rồi, cho thịt bò vô luôn đúng rồi. Đổ từ từ móc đi đúng rồi. Đấy, nó vô nhiều quá cái nó chín ăn nó không quá nó ăn không ngon đâu. Chia ra làm hai giai đoạn đi. Dạ. Không, bỏ này vô luôn không? Vô nhé, vô luôn. Rồi nhốt trong miếng bông vô luôn. Rồi đôi 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 nữa. Này cũng mà muốn chín rồi đó. Thôi là mình bớt con ra ha. Dạ. Nhớ bớt con cũng tạm. Muỗng đó dễ bới nhiều, không ai con lấy muỗng nhỏ. Muỗng mình bới im. Bởi nó không dính cơm ha, không dính muỗng. Không, bạn ăn cái hơi chủ yếu mình ăn thịt. Dạ. Em mời cả nhà. Em mời cả nhà ăn cơm, bò né. Miếng bò né trước. Dạ không? Thích nó ăn còn mềm hai lúc. Mềm.
miếng của hành tây luôn cho nó thơm. Mấy cái bò này không nở thơm mình lắm. Đừng còn làm phút một tách gan này. Cái đó ớt tạo màu đâu có cay đâu. Tách gan kèm với mọi thịt bò né. Còn gì đâu chịu nổi nha. Thứ gì mà chịu nổi. Lại chấm lại cái mắm nêm này là đúng bài luôn ha chú Út. Có tôm này, mắm nêm làm có cái tôm này, nó ăn cái hậu tôm. Nó trắng quá. Tại cho nói cơm nấu bao à? Chủ yếu ba cái cả, chủ yếu bò né cả, bò né là con ngốc, ăn cái nào hết, bất cần, coi những cháu mình mặc sức mà ăn, dĩa bò né viên trồng viên. Hôm qua chị ba đem ra cho 1 ký, con lấy ra con làm hết luôn. Cái chị ba cũng thương dụng cháu mình ha. Thương không thương. Mấy dắt máy vô ăn luôn hả? Dạ, anh với dì Út ăn trước. Ăn vô chung vô. Chốt lên vô. Vô dạ. Ăn chung vô để lắc. Thấy à? Dạ. Con ăn cắt ngon thịt nó. Nó không cay nhưng mà nó hơi khe. Mày cả ngày dùng cơm. Mày dốt mà anh ăn cơm. Ăn đang tới giờ rồi. Trời không biết thằng mấy cái mắm nêm này mà nó ăn nó mau hết rồi. Tại vì ngon, ăn khỏe, ngon là con chấm là nó mau hết rồi. Hai dưỡng ốc nấu mắm nêm ngon quá nè, dưỡng quá. Lâu chỗ tay nữa. Lâu làm bữa nhưng mà ngon thiệt. Ngon thì mai mốt có mắm nêm rồi để giờ Út làm cho mấy cháu ăn nữa. Dạ. Làm bên mắm nêm thôi. Nói chung là ai dỗ có khâu. Người nào có cái nghề của người đó à. Người nào cũng có nghề người đó có khâu. Sớm con tính kho khu xã. Ăn mà thấy nó không ngon bằng cái xào này. Làm có thịt bò mà không biết làm sao được 2-3 món thôi. Làm về ăn luôn cho nó tiện hay không. Cái bông hành này ngọt ngay. Hẹ. Rau bông hẹ. Rau ok luôn mà. Hẹ người ta lấy bông không mà. Chứ là sao mà nói quên trước quên sau luôn không có cái gì.
có đi khám chưa? Có đi khám á. Bác sĩ cũng đưa thuốc cho mình uống lắm nhưng mà cũng quên rồi nữa. Sáng nay có uống thuốc chưa? Cái anh hưởng Covid đó mà, anh hưởng chích thuốc Covid á. Nói chung ai cũng quên, chứ quên sao cho nó nói cho mình đừng nói bậy bạo, đừng nói mình quên thì thôi. Biết nó bị gì? Nó cũng phải ảnh hưởng bạn nào à, đẹp. Nhầm khi cái làm hồ mà cái ba cầm tay á, mà chạy quần hỏi kiếm, ra đó âm trời đất ơi, cuối cùng cửa nhà nó mà cầm gì trên tay á, trời dòng đời cái ba tay. Chúng ta ai lấy phá nữa hả? Mặt tù ấy, quê đỉnh nhìn mắt người lấy màu. Ăn ngon lắm, nấu nhiều. Nãy nấu tới 3 lon á. Tính 3 cháu mình bữa nay ngượng lon. Mà ngượng lon mình ăn hết rồi, lon đó. Đó cái này tính ra cơm bới ra dĩa, bới ăn cái muỗng này khó bới hơn cái tô ha. Là mới mốt mình vô cái tô á, nhưng mà nó hơi sâu quá, bới bằng hơi sâu bới này dễ. Lấn là dạ. Cho vô xào thêm mấy nhút. Không có hấp cái này. Mình đợi vô cho mình xào cái nó không có sao đâu. Trong thời gian chờ đợi mà. Xào đi. Kém qua bên. Dạ. Mấy đũa sập kém qua bên. Em đi nhút mình. Có hết. Tại vì ở nhà có mình một không? Có dụng như năm ăn nhẹ vui. Ăn nào cái còn hết cái đó không đây. Ăn hết đi lại đó. Tại không nó nhiều quá nhiều rồi mình nhiều quá ăn nó không hết nó hết ngon, mình ăn rất nặng lại nó ngon. Nhiều quá giờ mình cảm thấy nó ngán nó dội á. Ít ăn ngon miệng. Ít ăn ngon miệng thiệt chứ, cái gì ít cũng được vậy mà thiệt. Ví dụ mình ở nhà mình ăn hao hụt chút xíu vậy mà nó ngon thiệt là ngon. Nhiều quá rồi đem lên gấp á. Tại rồi qua hai bên nè, nốt dễ ăn. Hai viên chấm này hai bên còn sơn ở giữa khỏi. Dạ. Cũng được. Chánh giữa gấp dính gì chứ nào. Chánh giữa cái gì dính. Có quạo dữ là nghe là. Có lý, có lý. Cái này gồm đi bấy tôm thêm. Ừ, cũng ngon nhất. Cái này cũng kém thứ tự. Con mới vô sao mà con hấp nước mắm này vô ngon quá. Chan con ăn luôn. Vừa ăn hết sức rồi á, chan con ăn ngon hả? Nãy chan hả? Nè con cũng mới chan. Chắc con ăn ngon nào, cộng lên. Cái chảo một xào ngon hơn chảo y nóc à. Dạ. Cái này chấm dính mà nhớ bởi vậy xào thiệt ngon à, còn xảo inox rồi xào quá hồi hồi cái này nó đen hổi rồi nó ra đủ thứ hết trơn ha. Thôi trước cũng đâu có mấy cái chảo chấm dính trong này đâu. Vỏ hổng con vô siêu thị cũng mua á thì sao ngon chứ ở ngoài chợ không có bán mắc không nè. Cái này đâu hình như là 107, 108 gì đó. 107, 108 mà xài hoài luôn, không có hư hao gì đâu. Dạ. Bẻ không chết luôn. Còn cái inox thôi, dạ thôi. Cái kia bắt dở lắm. Nắm lên cái làm lúc bùng. Đúng rồi. Theo. Bộ này không có luôn nè. Này không có.
Cái này người ta nói là nướng vẫn được luôn, nhưng mà cái con nướng chắc con mua cái khác, chứ con không để cái này, cái nào xào rồi mình để mình xào, còn cái nào nướng mình để nướng luôn. Mình thì nó nói nướng được rồi đó, nhưng mà điều ở dạ. dưới nó bị nó bị màu tóc lắm. Màu tóc tại vì mình xài á cái đồ xào riêng, còn đồ mà mặn đồ nữa nướng nữa thì riêng. Vậy cho nó tiện mà nó xài thời gian nó xài lâu nữa. Dạ. Cái xài lấp ẩm như vậy mau hư lắm. Thôi hai thôi cạp cho để lấy đũa ấy còn kia cho nó chín ba cái nè, con ăn nãy nào bên 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 kìa, hôm nay này cũng chín rồi, chín rồi ta nó chín luôn, lỡ vét cho hết tôm với cái khác cho nó dễ, còn né nó bắt buộc phải vậy rồi. Bữa nay gió quá trời gió hay gì mất gió. Bữa nay gió nhiều không bao giờ. Mà sao qua Tết là gió mạnh hơn cái hồi trong Tết luôn á. Cái gần Tết là gió không bằng qua Tết này luôn nha. Như không, cái nước mặn nè. Nước mặn mà mặn là gió cũng trời. Thì đó nè, biển nó đưa lên nè, vô mà trên lên mình luôn nè, phải vậy hả? Nước nó mặn vô, mặn hiện giờ đang mặn nè. Không mặn không. Đó chín luôn rồi đó, dùng ốc tắt lửa để thôi gió nó thớt xuống nóng thôi. Nãy dùng ốc thẩm có lấy cái dĩa đựng xương hả dùng ốc? Mà có thương không? Cái này là mình ăn này là không biết trường nào đâu. Cái con kia nó cũng chịu chết luôn. Bên lâu dụng ốc, bên lâu dụng là tàu quên chứ. Tại con muốn nước mắm đi lắm. Ăn lên thoải mái. Cái gì chứ mắm nêm còn nhóc không nhiều không? Nói chứ em làm cái gì cũng vậy cả nhà, em chợ thiếu cho nên em làm cho nó dư thiếu vậy đó, dễ ăn. Chứ nhiều khi mấy cô chú anh chị giờ các bạn đồ á thì cũng thương em, mới nói góp ý với em thì em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em thì em chưa có làm, chỉ bật tính tiền chứ chưa được lãnh tiền, thì cho nên các cô chú cũng thương em mà kêu làm ít ít vừa đủ ăn thôi, thì nào có tiền thì làm nhiều hơn chút nữa, thì đó thì em cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều đã thương em, ủng hộ rồi thêm cái góp ý cho em. Em cũng có lúc thì em cũng mua hơi nhiều thiệt, nhưng mà có lúc thì cũng ít, tại vì tùy theo bữa ăn đó cả nhà. Tại cũng tùy theo cái túi tiền. Lúc có thì nó nhìn nhiều chút. Không, nói chung là mình làm này là mình đưa vô là phải cho nó đầu tiện mới được. Đúng rồi. Mình cảm thấy mình yêu cầu, mình cảm thấy mình không hài lòng là nhiều khi mua mà ít quá rồi cái thấy anh em ăn không đủ thì cũng thấy ngại, mà mua thì cho đủ ăn thì nó cũng phải có dư chút đỉnh. Em thì nói chung là em cũng hà tặng hà thiện lắm, nhưng mà cái làm này thì cũng phải chịu. Hôm nay cũng phải chịu rồi. Bây giờ mình hà tiện hà tặng là mình nghỉ ăn sáng là được rồi đó. Bắt đầu vô đây mình làm đây luôn, hà tặng hà tiện cái một chút. Tính ra làm này đâu ăn sáng hay gì không? Sáng sớm mình mua đồ ăn về mình nấu cơm ăn rồi. Này là tao này đâu ăn sáng. Dạ. Ôi hà tiện đỡ quá vậy. Vô em, vô, thử con cấp gà nào. Không. Nó bụi vậy? Không, thử được. Đó ớt tạo màu ấy, chứ không có ớt cay. Nó đâu có cay. Bụi ngon.
cái mùa lần chưa ổng ăn, ổng đâu có ăn đâu. Mà hiện bây giờ á, ăn thì bò né ăn được nè, bò đâm ăn được nè, đó là bò kho, bò hầm này nó là chúng bác không ăn, ăn không được chứ không phải gì, ăn tập lần lần, cứ nào giờ nó ăn hết. Lần bò uống mà, nhưng mà nước vừa nước nước với rau này củ này là ăn nhưng mà thật là không ăn. Bò không ăn. Ăn đời vậy chứ. Cứ đi đâu đi chăng nữa dọn lên món thịt bò là ngồi uống nước à. Thời điểm này giờ người ta mình làm gì bất cứ cũng thịt bò không có món hay món đậu món chả món nem này nọ rồi vậy sống mà công nhận ngon không bây giờ ăn bò được anh công nhận ngon không ốm thì nó vẫn ốm mà nó không lên ký tính ra đó thì mốt bỏ thịt bò tính ra biết bao nhiêu nói không biết bao nhiêu tính ra biết bao nhiêu con bò nữa thịt bò xương bò này nọ hầm này nó này dũng ốc quá ăn cơm ăn đồ cho có cử nhưng mà ăn cái giờ giấc mình là quen rồi tối thì thường ăn muốn ăn thêm mình ngủ được mà không ăn là ngủ không được nha hôm đi là thấy vậy chứ mập đúng không mập dạ cho thấy cô mập được không mập á con làm là mỗi đêm đây ăn cũng dữ lắm mà sao con nó có cùng nó ốm dẫn luôn em nhớ em lấy ba chai nước lên mà à, đợi cái đó tại tại lại để ăn thêm nhiều lắm nó cho làm đẩy hết nhà năm còn tuần ăn thêm anh họ còn là sao ăn thêm còn nhấp thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip ủng hộ cho gia đình em. Giờ mấy dựng cháu cũng ăn cơm xong cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ra. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.